Thưa quý vị, theo Đài Á Châu Tự Do đưa tin thì tốc độ lây lan COVID-19 trong cộng đồng tại Việt Nam nhanh chưa từng có. Cơ quan chức năng y tế Việt Nam nhận định rằng Tốc độ lây lan COVID-19 trong cộng đồng tại Việt Nam nhanh chưa từng có trong đợt bùng phát dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin nói vào trưa ngày 10 tháng 5, Bộ Y tế bất ngờ công bố bản tin buổi trưa. Từ đầu mùa dịch đến nay, Bộ Y tế Việt Nam chỉ công bố hai bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh trong ngày vào lúc 6 giờ sáng và 6 giờ chiều. Cá biệt vào ngày 7 tháng 5 vừa qua thì bản tin có chậm hơn thường lệ, chậm hơn 1 giờ đồng hồ. Cụ thể trong bản tin trưa ngày 10 tháng 5, Bộ Y tế Việt Nam cho biết có thêm 32 ca nhiễm COVID-19 so với buổi sáng được ghi nhận. Trong số này có 31 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Bốn địa phương có ca COVID-19 lây lan trong cộng đồng mới được ghi nhận gồm có Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng và Hà Nội. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam đã có cuộc họp dưới sự chỉ đạo của trưởng ban là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Sau cuộc họp, ban chỉ đạo nêu ra 4 nguồn dịch từ ngày 27 tháng 4 đến nay, đó là các nguồn tại Đà Nẵng, tại Bệnh viện K và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh ở Hà Nội, nguồn tại Hải Dương do ca nhập cảnh từ Lào về. Bốn nguồn này khiến cho dịch đến ngày 10 tháng 5 lây lan ra 26 tỉnh, thành phố với 458 ca nhiễm trong nước. Theo Vietnamnet, hôm 11 tháng 5, Bệnh viện Bạch Mai cách ly 19 nhân viên y tế tiếp xúc ca COVID-19. Chiều ngày 11 tháng 5, giáo sư Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết 19 nhân viên y tế đang được cách ly tại tầng 9, trung tâm khám bệnh theo yêu cầu. Trong số này có bác sĩ khám chuyên khoa nội tiết, bác sĩ siêu âm tim, bác sĩ chuyên khoa tim mạch, điện tim, nhân viên lấy mẫu máu, v.v. Vào ngày 4 và ngày 5 tháng 5 vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn bệnh viện. Tất cả đều âm tính. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Sáng ngày 11 tháng 5, bệnh viện tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lại với 19 nhân viên nói trên và kết quả sẽ có trong chiều. Này. Bệnh nhân số 3 3491 vừa được Bộ Y tế công bố vào trưa nay là bệnh nhân nam, 68 tuổi, quê ở Trực Ninh, Nam Định, điều trị tại khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện K. Bệnh nhân này nhập viện tại Bệnh viện K từ ngày 27 tháng 4 với chẩn đoán nghi ung thư tiến tiền luyệt. Ngày 28 tháng 4, bệnh nhân được con trai đưa sang bệnh viện Bạch Mai khám tim mạch để đánh giá tình trạng sức khỏe trước khi sinh thiết theo chỉ định của bác sĩ. Từ ngày 27 tháng 4 thì bệnh viện ca tiếp nhận một trường hợp từ bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương chuyển sang. Từ trường hợp này sau đó đã lây cho ít nhất là 13 bệnh nhân điều trị trong bệnh viện và nhiều người nhà. Bản tin trưa ngày 11 tháng 5, thêm 16 ca COVID-19 lây nhiễm trong nước. Và theo báo Thanh Niên thì tại Quảng Nam, 20 công an phải cách ly vì ca dương tính COVID-19 làm căn cước công dân. Liên quan đến ca dương tính COVID-19 ở thành phố Đà Nẵng về quê làm căn cước công dân, ngành y tế Quảng Nam đã xác định 22 trường hợp F1 và 120 trường hợp F2. Trong số F1 có 20 cán bộ công an. Diễn biến dịch nhanh, Bắc gian giãn cách xã hội, huyện Lục Nam. Ngày 11 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ra công văn chỉ đạo về việc triển khai xét nghiệm Covid-19 cho tất cả người lao động tại các doanh nghiệp có ca nhiễm là F0 và F1 và các doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiễm cao. Cụ thể công văn chỉ đạo số 2036 của Ủy ban nhân dân thì Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nêu rõ hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh này yêu cầu tất cả các doanh nghiệp đã có ca nhiễm F0 và F1, doanh nghiệp trong khu công nghiệp Vân Trung, doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao, bắt buộc phải thực hiện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 100% người lao động, đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí xét nghiệm cho người lao động, thời gian thực hiện từ 14 giờ ngày 11 tháng 5. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng giao Sở Y tế phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố lập kế hoạch và tổ chức thực hiện xét nghiệm cho các doanh nghiệp trên, giao cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố quán triệt và thông báo nội dung chỉ đạo trên đến các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý. Trong khi đó, thì Hà Nội chỉ đạo hỏa tốc là tạm dừng hoạt động quán bia. Theo đó, để chủ động ngăn chặn kiểm soát tình hình dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ban ngành Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo việc tạm dừng hoạt động các nhà hàng, bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới của thành phố. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm, lớn chiếm vỉa hè, lòng đường, nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Trước đó, tại chỉ thị số 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt phương châm, phát hiện kịp thời, thần tốc truy vết, tăng cường xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch triệt để, thực hiện tốt thông điệp 5K, làm chủ trong công tác phòng chống dịch trong thời gian sớm nhất, tuyệt đối không để sót, không bỏ lọt F1, F2 và các ca nghi ngờ. Lãnh đạo thành phố đề nghị dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp thực sự cấp thiết do cấp ủy chính quyền địa phương quyết định và chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp, đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu 2 mét và các biện pháp đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn. Đồng thời không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch. Người đứng đầu các cấp đơn vị cơ sở chịu trách nhiệm trước thành phố nếu để xảy ra vi phạm. Các cửa hàng ăn uống trong nhà phải đảm bảo giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 2 mét. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống xung quanh các bệnh viện chỉ được bán hàng mang về mà thôi.